Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Admin Audio. Cuối tập trước, khi biết Tần Trần còn chưa phải tôn giả mà đã có thực lực kinh khủng như thế, đến ngay cả hắn cũng không làm gì được. Tức khắc, trong lòng Ma Vương Thiên liền hiện lên nồng đậm sát ý, bằng mọi giá phải giết được Tần Trần, bởi vì nếu để Tần Trần chạy thoát, sau này lại đột phá tôn giả, thì lúc đó chẳng phải giết hắn dễ như giết gà hay sao. Nhưng bất quá không phải là hắn đến giết Tần Trần, vì hắn biết hiện tại mình căn bản không có khả năng giết chết Tần Trần, thậm chí hiện tại hắn, cần thiết nhất chính là chạy trốn khỏi nơi này sau đó thông báo cho cao thủ trong tộc của mình đến đây mới có thể giải mối hận trong lòng mình ngươi sẽ hối hận mà vương thiên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm từng trần trong ánh mắt kia tản ra vô tận oán độc từng trần hừ lạnh một tiếng sau này hối hận hay không đã không còn quan trọng nữa ít nhất ngươi không nhìn thấy rồi từng trần nói xong lập tức thôi động đại trận trong sơn cốc từng luồng từng luồng trận quan đáng sợ lập tức như đại dương mênh mông cuốn về phía ma vân thiên chỉ bằng cái khốn trận này của ngươi cũng muốn vây khốn ta ma vương thiên nổi giận gầm lên một tiếng gần như trong nháy mắt hắn liền phát động độn thuật nhưng hắn vừa mới phát động độn thuật liền cảm giác được hư không bốn phía bỗng nhiên ngưng kết lại sau đó hắn liền nhìn thấy trong đại trận một phương này từng tòa thần sơn đáng sợ xuất hiện những thần sơn này mang theo khí tức nguy nga hóa thành một mảnh tuyệt trận khủng bố đem mình vây khốn nơi này vốn dĩ nếu chỉ là khốn trận đơn thuần hắn tự xưng chưa chắc có thể vây khốn được mình nhưng cửu tuyệt thần sơn vừa xuất hiện dưới uy áp của hai tầng này không gian xung quanh hắn lập tức bị giam cầm đây là thái cổ thần sơn ngươi là người của đại vũ thần sơn nhân tộc mà vương thiên kinh sợ nhìn từng trần hắn làm sao cũng không nghĩ tới từng từng lại là người của nhân tộc đại vũ thần sơn đây là cử tuyệt thần sơn của đại vũ thần sơn đại vũ thần sơn ở trong nhân tộc cũng coi như là rất có uy danh là thế lực thiên tôn đại trận thái cổ thần sơn kia càng là uy danh viễn trấn sao hắn lại không nhận ra chỉ là người của quả lạc tộc làm sao lại cố kết cùng một chỗ với đại vũ thần sơn của nhân tộc đại vũ thần sơn bản tọa còn là người của tinh thần cung thì sao từng trần cười lạnh một tiếng trong nháy mắt thúc giục đại vũ thần sơn thân thể đồng thời xuất hiện chín viên tinh thần hạch tâm những tinh thần hạch tâm này điên cuồng xoay tròn trong nháy mắt hóa thành một mảnh gió lốc tinh vân quan sát về phía ma vương thiên hơn nữa trong nháy mắt tinh vân phong bạo thúc dục từng trần chợt thi triển thiên hồn cấm thuật tính cả chiến viêm đáng sợ trực tiếp chui vào trong đầu ma vương thiên ma vương thiên mặc dù trong lúc gấp gáp trước người phóng xuất ra một tấm thuẫn màu đen nhưng mà sau khi tinh vân phong bạo đánh tới tấm thuẫn kia của hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài kèm một tiếng rơi vào trong thân núi cách đó không xa mà xung kích của chiến viêm và linh hồn từng trần trong nháy mắt đã nhập vào trong đầu ma vương thiên làm cho thân hình ma vương thiên bỗng nhiên trở nên cứng đờ lục đạo luân hồi sinh tử kiếm quyết tay phải từng Trần hiển hiện một đạo kiếm khí, trong một sát na, bỗng nhiên xuyên thấu mi tâm ma vương thiên, xuyên thủng thần hồn của hắn. Từng Trần liền nghe một tiếng kêu thảm thiết từ bên tai, là linh hồn ma vương thiên đang tiêu tán, đang gào rú, hơn nữa, có một luồng linh hồn lực muốn từ trong đầu ma vương thiên lao ra, thoát khỏi nơi này. Đó chính là tàn hồn của ma vương thiên. Tôn giả quỷ tộc, cực kỳ khó giết, bởi vì linh hồn bọn họ không chỉ có thể tồn tại bằng hình thức linh hồn, thậm chí có thể hóa thành oán hồn. Hừ, hư vô nghiệp hỏa. Từng trần hừ lạnh một tiếng, dung luyện thành vô tận hỏa diễm phun ra ngoài trong nháy mắt bao trùm thân thể ma vân thiên trên người ma vân thiên trong nháy mắt bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực trong linh hồn phát ra tiếng kêu thê lương oán độc thảm thiết không thể tưởng được ma vân thiên ta tung hoành cả đời vậy mà lại ngã ở đây thật không cam lòng ma thiên quỷ tộc ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi cho dù trở thành quỷ ta cũng sẽ không tha cho ngươi trong mắt ma vân thiên mang theo vô tận oán hận và không cam lòng thân thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi chỉ để lại đạo áo giáp kia nhanh chóng rơi xuống bị từng trần thu vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp hừ lúc ngươi còn sống ta còn không sợ ngươi sau khi ngươi trở thành oán hồn ta còn có thể sợ ngươi sao huống chi trước mặt ta ngươi ngay cả cơ hội trở thành oán hồn cũng không có từng trần lạnh giọng nói hư vô nghiệp hỏa cấp tốc thiêu đốt thiêu đốt không gian chung quanh một lần linh hồn ma thiên quỷ tộc có thể có nhiều hình thức tồn tại từng trần tự nhiên sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội sống lại cho dù là một tia tàn hồn cũng đều sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ cuối cùng từng trần lấy ra chợ đen lệnh hấp thu khí tức của ma vương thiên và tạp mễ lạp trong nháy mắt mấy tên gia hỏa ma thiên quỷ tộc còn lại nhìn thấy ma vương thiên chết trong tay từng trần trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc hoảng sợ kinh sợ nói ngươi ngươi vậy mà giết được ma vương thiên đại nhân thần sắc bọn họ hoảng sợ từng người đều không còn chút ý thức phản kháng nào trong sự kinh hãi điên cuồng muốn thoát khỏi nơi này đáng tiếc từng trần làm sao lại cho bọn họ có cơ hội chạy trốn từng luồng kiếm khí kèm theo chiến viên cuốn tới chém giết mấy tên cao thủ ma thiên quỷ tộc trong nháy mắt triệt để hóa thành cho bụi ngay sau đó bọn thứ thiên khung kinh hỉ bay tới trong ánh mắt từng người đều tràn ngập thần sắc khó tin bọn họ làm cái gì đem đám người ma thiên quỷ tộc cùng hắc kim trùng tộc vậy mà tất cả đều diệt sát tại đây trước đây chuyện này bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng đừng nói nhảm lập tức quét dọn chiến trường sắc mặt từng trần ngưng trọng quát lạnh một tiếng cũng không phải bởi vì chém chết ma vương thiên mà có chút lơi lỏng hắn thi triển ra hư vô nghiệp hỏa nhanh chóng thiêu đốt không gian trong một mảnh sơn cốc không để lại bất luận dấu vết hay khí tức gì đồng thời từng trần lấy ra chợ đen lệnh nhanh chóng thu thập toàn bộ công lao của ma thiên quỷ tộc và hắc kim trùng tộc hơn nữa thu hồi cả không gian trữ vật trên người ma vương thiên bao gồm cổ bát màu đen kia cũng bị Tần Trần thu vào trong Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp. Chờ dọn dẹp chiến trường xong, Tần Trần lại vội vàng thu thập trận pháp, mang theo đám người Thứ Thiên Khung xoay người rời đi, một lát cũng không lưu lại. Trong hư không vô tận, Tần Trần mang theo đám người Thứ Thiên Khung cấp tốc thoát khỏi nơi đây. Đại nhân, đám người Hắc Kim trùng tộc và Ma Thiên Quỷ tộc đều chết sạch, không cần phải gấp gáp như vậy chứ?" Ánh mắt Cổ Lực Ma mang theo nghi hoặc nói. "Đừng nói chuyện." Ánh mắt Tần Trần vô cùng ngưng trọng, trái tim hắn triệt để trầm xuống, bởi vì lúc hắn chém chết bọn Ma Vân Thiên, trong lúc dọn dẹp chiến trường, trong lòng Tần trần không hiểu sao hiện ra một cổ cảm giác nguy cơ nồng đậm giống như là bị cái gì đó nhìn chằm chằm vào nắm giữ đại đạo vận mệnh Tần trần với trực giác của mình cực kỳ tin tưởng trong nháy mắt liền hiểu ra mình hẳn là bị người nào đó nhìn chằm chằm vào hơn nữa đối phương tuyệt đối là tồn tại cực kỳ đáng sợ nếu không trong lòng mình sẽ không có loại cảm giác tim đập nhanh như vậy rốt cuộc là ai nhìn chằm chằm vào ta trong lòng từng trần lạnh lẽo vạn phần chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra chẳng lẽ là người chợ đen từng trần âm thầm thúc giục đại đạo vận mệnh lại không suy tính ra lai lịch của đối phương chỉ là mơ hồ cảm thấy được người này đang nhanh chóng tới gần mình mấy người chúng ta tách ra đi mấy người các ngươi trực tiếp trở về doanh địa trong tộc bất quá nhớ kỹ không được đi đường thẳng trở về ở trên vạn tộc chiến trường này lượn một vòng ngàn vạn lần phải ẩn dấu hành tung cho tốt từng trần trầm giọng nói với ba người thứ thiên khung thần sắc nghiêm khắc ba người thứ thiên khung giờ phút này cũng cảm thấy không thích hợp nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Tần trần từng người thần sắc nghiêm túc lên đại nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thần sắc thứ thiên khung khẩn trương nhìn từng trần cổ lực mà cũng không đùa sắc mặt nghiêm túc hẳn lên chúng ta bị người theo dõi hơn nữa đối phương rất có thể là cao thủ địa tôn từng từng trầm giọng nói lập tức trong ánh mắt ba người thứ thiên khung đều toát ra vô tận kinh hãi lại có cao thủ địa tôn nhìn chằm chằm vào bọn họ trong lòng ba người triệt để lạnh lẽo địa tôn a tồn tại bực này đã vượt xa năng lực ứng phó của bọn họ cao thủ bực này đừng nói là muốn chém giết bọn họ thậm chí trực tiếp xâm nhập đại doanh của bọn họ bọn họ cũng chưa hẳn có thể làm gì được đối phương đương nhiên đại doanh trùng tộc bọn họ đều có liên hệ với nhau trong tình huống bình thường một địa tôn đơn độc vẫn không dám tùy tiện xông vào đại doanh nào đó của một tộc sơ ý một chút sẽ bị vây quanh vẫn lạc trong đó cái được không bù được cái mất rốt cuộc đối phương là ai thứ thiên khung run rẩy nói sao bọn họ lại bị địa tôn theo dõi ta cũng không rõ bất quá ta có cảm giác đối phương hẳn là nhìn chằm chằm vào ta các ngươi đi trước đổi một phương vị khác trực tiếp về đại doanh hiện tại từng từng chỉ có thể đoán đối phương là người của chợ đen bất quá thứ này đương nhiên không cần nói với bọn thứ thiên khung không được như vậy đại nhân ngươi nguy hiểm rồi để cho chúng ta bọc hậu ngươi đi trước thứ thiên khung vội vàng nói nếu từng trần chết đi coi như là bọn họ sống sót trở về sợ cũng khó thoát khỏi trách phạt của đồ ma vũ đại nhân cũng phải chết nghe ta các ngươi đi trước đi nếu ta ở lại mọi người có lẽ còn có đường sống nhưng nếu các ngươi lưu lại các ngươi nhất định phải chết từng trần lạnh giọng nói đây là mệnh lệnh cảm thụ được ánh mắt nghiêm khắc của từng trần trong lòng mấy người thứ thiên khung vừa cảm động lại vừa sợ hãi địa vị của từng trần rõ ràng hơn bọn họ lẽ ra nên ra lệnh cho bọn họ lưu lại sau đi chịu chết cho hắn tranh thủ cơ hội sinh tồn nhưng đối phương lại không làm như vậy ngược lại là cam nguyện hấp dẫn cao thủ địa tôn loại lòng dạ này trong nháy mắt này bọn người thứ thiên khung thậm chí có một loại xúc động cam nguyện vì từng trần chịu chết loại xúc động này không phải bởi vì địa vị của từng trần cũng không phải bởi vì sợ bị tử ma tộc trách phạt mà là một loại xúc động và cảm động từ nội tâm đừng có lề mề lập tức đi cút từng trần quát lớn một tiếng hắn cũng không phải thật sự muốn vứt bỏ chính mình để cho bọn thứ thiên khung sống sót mà là bọn người thứ thiên khung lưu lại ngược lại là một cái phiền phức kéo hắn lui về sau như vậy nếu không để bọn họ rời đi trước từng trần mới có thể nắm bắt lấy cơ hội thoát khỏi nơi này đại nhân ngươi bảo trọng bọn người thứ thiên khung cảm động nhìn từng trần nội tâm rung động cuối cùng cắn răng một cái xoay người nhanh chóng rời khỏi nơi này trong chốc lát thân hình ba người liền biến mất trong hư không sau khi ba người rời đi từng trần hơi thở phào nhẹ nhõm lấy năng lực ẩn nấp khí tức của đám người thứ thiên khung chỉ cần cho đối phương đủ thời gian tất nhiên có thể an toàn trở về đại doanh năng lực ẩn nấp của trùng tộc luôn luôn là đỉnh cấp trong các tộc nếu không lúc trước cũng sẽ không mai phục được giác sơn tôn giả là chợ đen sao từng trần đứng lặng giữa hư không trầm tư một lát ở chỗ này lặng yên bố trí một ít thứ sau đó cả người nhanh chóng rời khỏi nơi này sau khi từng trần rời đi không bao lâu một nam tử áo đen mặc áo choàng bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này trên người hắn tỏa ra khí tức đáng sợ tựa như một vị thần chi ngạo nghễ đứng giữa hư không ánh mắt lạnh lẽo trong tay xuất hiện một quả cầu màu đen phía trên quả cầu có từng luồng khí tức quỷ dị lưu chuyển cảm giác phương hướng của từng trần hả mấy tên gia hỏa ngõ lạc tộc này vậy mà tách ra người áo đen này nhướng mày ở trên thủy tinh cầu của hắn cổ khí tức trước đó ở đây ở nơi này có phân nhánh đi về hai hướng hoàn toàn khác nhau mà hai phương hướng này tất cả đều không phải là chỗ doanh địa của ngõ lạc tộc phát hiện ra ta rồi sao người áo đen cười lạnh một tiếng mấy tên ngõ lạc tộc này thật sự có chút thủ đoạn trong sân cốc kia lưu lại trận pháp và vết tích chiến đấu nhưng người hắc kim trùng tộc và ma thiên quỷ tộc theo dõi bọn hắn trước đó lại không thấy tung tích sợ là đã bị bọn họ nuốt rồi hiện tại lại có thể phát hiện ra ta, khó trách một vị kia lại để ta theo dõi tới, xem ra, đạo nhân tình này không dễ trả như vậy. Trong ánh mắt người áo đen toát ra ý lạnh lẽo, hắn thôi động thủy tinh cầu, một lát sau, đã khóa chặt hai cổ khí tức rời đi. Một cổ này, hẳn là chỗ cao thủ ngõa lạc trùng tộc rời đi, mà cổ bên này, thì hẳn là ngõa lạc trùng tộc tên kia theo sau rời đi. Thủ đoạn truy tung của người áo đen này cực kỳ bất phàm, vậy mà đánh tới hướng từng trần cùng thứ thiên khung rời đi, đều tìm hiểu rõ ràng. Ngõa lạc tộc kia bất quá chỉ là một chủng tộc bình thường trong trùng tộc, không có gì đáng giá truy tung trong một đội ngũ này mấu chốt hẳn là tên thần bí kia cũng không phải là ngõa lạc trùng tộc người áo đen cười lạnh một tiếng thu hồi thủy tinh cầu lập tức truy tung về hướng từng trần rời đi đột nhiên thân hình hắn dừng lại khoát tay từ trong hư không xa xa rõ ràng hút lấy một cái trận bàn màu đen giám chế trận bàn đồng tử người áo đen ngưng lại sau đó liền thấy trận bàn màu đen này bị hắn hút lấy ra vịt một tiếng tự bạo ngay tại chỗ tiêu tán thành cho bụi ánh mắt người áo đen này bỗng dưng lạnh như băng khóe miệng chợt nhếch lên nụ cười lạnh có ý tứ thật sự là có ý tứ xem ra tên này đích xác phát hiện ta theo dõi hơn nữa còn bố trí trận bàn giám sát ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra trước tiên đúng là càng ngày càng thú vị khóe miệng người áo đen phát họa cười lạnh thân hình nhón một cái nhanh chóng lướt về phía từng trần rời đi hiện tại hắn càng ngày càng muốn bắt giữ từng trần nhìn một chút gia hỏa thần bí này rốt cuộc là ai lại sẽ để cho vị kia cảm thấy hứng thú việc này cũng không thường thấy quả nhiên là cao thủ địa tôn theo dõi ta trong hư không cách nơi đây mấy chục vạn dặm trước mắt từng trần xuất hiện một cái màn hình trong màn hình quản lý trận bàn chính là hình ảnh bắt được trước khi tự bạo một cao thủ địa tôn này toàn thân bị áo choàng đen kịt bao phủ căn bản nhìn không ra đến tục cùng là xuất từ bộ tộc nào nhưng khí tức trên người hắn chắc chắn là cao thủ địa tôn thật sự từng trần nhíu mày từ trong người mặc áo choàng màu đen lúc trước lẩm bẩm từng trần nghe được đối phương hẳn là nghe theo lời người nào đó phân phó mới theo đuôi mình mục đích là trả lại một ân tình cho đối phương là người chợ đen sao từng trần có chút hoài nghi dựa theo đạo lý nếu người chợ đen theo dõi mình lấy sự cường đại của chợ đen căn bản không cần dặn dò bất luận kẻ nào chợ đen có thể thành lập một thế lực đáng sợ như vậy trong ám vũ trụ tuyệt không phải là chuyện nhỏ đừng nói một cái địa tôn cho dù có hiệu lệnh một gã thiên tôn đến đây tân trần cũng sẽ không có chút kinh ngạc nào chẳng qua thiên tôn ở chiến trường vạn tộc rất ít lui tới rất khó gặp mặt mà thôi nhưng người trước mắt thân hình bao phủ trong áo choàng nhưng dựa vào tin tức giám sát trận bàn truyền tới tân trần lại có chút hoài nghi đối phương rốt cuộc có phải là người chợ đen phái tới hay không nhưng nếu không phải là chợ đen phái tới thì là ai phái tới trong lòng từng trần trầm tư nhất thời đoán không ra thân phận chân thật của đối phương mặc kệ mặc kệ người này có phải là chợ đen phái đến hay không âm thầm theo dõi ta hơn nữa còn phát hiện tình huống trong sân cốc lúc trước người này tuyệt đối không có hảo tâm gì từng trần không lo được quá nhiều thân hình trốn vào hư không nhanh chóng lao về phía sâu trong chiến trường vạn tộc trong lòng hắn lạnh như băng trong đầu hiện lên các loại thủ đoạn nghĩ làm thế nào mới có thể tránh né đối phương truy tung hiện tại Tần trần đại doanh ngõa lạc tộc là tuyệt đối không thể đi đầu tiên đối phương biết được thân phận mình hiệu lệnh ngõa lạc tộc nếu trở lại ngõa lạc tộc người này tất nhiên sẽ bốc lên phong hiểm cũng sẽ xông vào trong đại doanh bắt giữ mình lấy thực lực hiện tại của ngõ lạc tộc mặc dù toàn quân xuất động vẫn căn bản ngăn cản không nổi một tôn cao thủ địa tôn tuy nói chung quanh có trận doanh của những trùng tộc khác liên hệ nhưng trùng tộc dù sao cũng không hữu hảo như vậy giữa các tộc kỳ thực có cạnh tranh kịch liệt đợi khi những trùng tộc khác nhận được tin tức hơn nữa cao tầng báo lại thời điểm quyết định tới cứu viện chỉ sợ người này đã sớm giết chết đại quân ngõ lạc tộc sau đó trấn áp mình rồi đại doanh trùng tộc không thể đi mà trên người những tộc đàn khác Tần Trần hiện tại cũng không có lệnh bài thân phận của bất kỳ một tộc đàn nào, một khi tùy tiện xâm nhập, tất nhiên sẽ bị coi là gián điệp bắt lại. Trừ phi xâm nhập vào trận doanh nhân tộc, bại lộ thân phận của mình. Nhưng cứ như vậy, thân phận của mình cũng triệt để bại lộ, trước mắt còn không biết thân phận người này rốt cuộc là gì, khi hắn biết được Tần Trần thân là nhân tộc, lại có thể lừa gạt ngõ lạc tộc, tự nhiên có thể suy đoán được một chút, quan trọng nhất là, một khi tin tức truyền vào trong tai ma tổ, vậy Tần Trần sẽ thực sự nguy hiểm. Ở tứ đại thiên giới, nơi đó coi như là phía sau nhân tộc, mà tổ muốn đánh chết hắn khó khăn không nhỏ nhưng một khi để ma tổ biết được hắn đã đến chiến trường vạn tộc phái cao thủ ma tộc đến vây giết hắn trừ phi từng từng có thể một mực ở trong đại doanh thế lực đỉnh cấp của thiên tộc và nhân tộc nếu không khó thoát khỏi cái chết bởi vậy trận doanh nhân tộc tuyệt đối không thể đi từng Trần cũng tuyệt đối không thể bại lộ thân phận người một nhà nhưng còn biện pháp nào khác không trốn vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp càng khôn tạo hóa ngọc điệp chính là tiểu thế giới từng Trần mặc dù có thể tiến vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp ẩn nấp ở một phương thiên địa này trong hư không nhưng hắn hiện tại còn không biết tác dụng của quả cầu thủy tinh màu đen trong tay đối phương là gì, là thông qua phương thức nào để khóa chặt mình. Một khi trốn vào càng khôn tạo hóa ngọc điệp, giấu ở một mảnh hư không nào đó, nhưng đối phương vẫn có thể tập trung vào vị trí của mình, vậy thì phiền toái. Tần Trần không dám khẳng định với thực lực địa tôn của đối phương, rốt cuộc có thể phát hiện sự huyền diệu của càng khôn tạo hóa ngọc điệp hay không. Nếu tìm tòi từng chút một hư không, điều tra được vị trí càng khôn tạo hóa ngọc điệp, một khi càng khôn tạo hóa ngọc điệp bại lộ, vậy Tần Trần thật sự xong rồi. Một tiểu thế giới ẩn chứa thiên địa đặc biệt, đối với cao thủ trong vũ trụ này có lực hấp dẫn đáng sợ cỡ nào tần trần cũng không dám xác định hắn đương nhiên không thể mạo hiểm như vậy trong lúc nhất thời trong đầu tần trần lóe lên đủ loại ý niệm ý đồ tìm biện pháp giải quyết thế nhưng các loại biện pháp xe qua lại không có một biện pháp vẹn toàn nào trong lòng tần trần lập tức lo lắng trong đầu hắn cổ cảm giác nguy hiểm kia thủy chung như ẩn như hiện có thể thấy được đối phương một mực theo đuổi mình hơn nữa nhanh chóng tới gần tần trần cũng không dám khẳng định đến tục cùng khi nào đối phương có thể truy tung lên mình để cho ta nghĩ lại bình tĩnh lại không nên bối rối Tần Trần hiếp mắt, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trái tim rơi vào trầm tĩnh. Đầu tiên, với thực lực hiện tại của ta, tuy chưa chắc đã là đối thủ của Địa Tôn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự. Tần Trần hít sâu một hơi. Địa Tôn cao thủ tuy rằng đáng sợ, nhưng Tần Trần bây giờ có được Hạo Thiên thần giáp, đội đạo áo giáp, lục đạo luân hồi kiếm thể cùng tịch diệt tinh bi, nên bất kỳ cao thủ nào muốn chém giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi Tần Trần còn có các loại thủ đoạn như thời gian quy tắc, chẳng qua loại thủ đoạn thời gian quy tắc này không thể dễ dàng sử dụng mà thôi dù sao trong vũ trụ này nắm giữ quy tắc thời gian mặc dù không phải chỉ có một mình từng trần nhưng dù sao số lượng không nhiều bại lộ càng nhiều càng dễ để người khác liên tưởng đến mình mà muốn chạy trốn khỏi sự truy sát của cao thủ trong tình huống bình thường chỉ có vài phương pháp loại thứ nhất tìm kiếm cường viện đây là phương pháp để người ta đuổi giết đơn giản nhất cũng là phương pháp trực tiếp nhất chỉ cần có cao thủ xuất hiện hỗ trợ ngăn cản địch thủ nguy cơ kia tự nhiên giải khai đáng tiếc sau khi từng trần cẩn thận trầm tư lại cười khổ một tiếng tại chiến trường vạn tộc minh mông này hắn vậy mà không tìm được chút cường viện nào trước mắt Tần trần cũng nghĩ tới ba người có thể thay hắn ngăn cản cao thủ địa tôn một là đại hắc miêu gia hỏa này xuất quỷ nhập thần chưa hẳn không có biện pháp khiến mình đào thoát địa tôn truy sát chẳng qua hiện tại đại hắc miêu không biết ở nơi nào mỗi lần đều là nó đến tìm Tần trần Tần trần tuyệt đối không tìm được nó người thứ hai là kim lân đại nhân của yêu tộc đây cũng là người từng trần có thể tìm được trợ giúp tuy rằng Tần trần chỉ có một lần gặp mặt với kim lân nhưng hắn có cảm giác Kim Lân này tuyệt đối là loại người nguyện ý giúp mình. Nhưng mà, Kim Lân kia là cao thủ trong yêu tộc, rời khỏi Đông Thiên giới không biết đi nơi nào, coi như là ở chiến trường vạn tộc, từng Trần cũng không tìm thấy tung tích của hắn. Thứ ba chính là thiên công tác. Đây là phương pháp thích hợp nhất, đáng tiếc đại doanh của thiên công tác cách nơi đây vô cùng xa xôi, không nói đến từng Trần không có cách liên hệ với thiên công tác, cho dù có liên hệ được thì nước xa cũng không cứu được lửa gần. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.